Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên Sư Phụ trụ trì và toàn thể chư Tăng. Và kính thưa tất cả quý Phật tử về tham dự trong cái khóa tu lần này. Minh Thành ngồi đây nhìn thấy quý vị đẹp quá đẹp à. Không biết quý vị có thấy mình đẹp không? Đẹp ở trong cái nét đẹp của hiền lương, đẹp ở trong cái nét đẹp của thanh tịnh, đẹp ở trong cái nét đẹp của trang nghiêm. Hàng ngàn người mà không có một tiếng động, quý vị thấy là đạt kỷ lục chưa? Cái kỷ lục của im lặng hùng tráng. Đó là quý vị thấy được cái sự thành công của mình ngay trong giây phút hiện tại. Hôm nay Minh Thành muốn nói một cái điều mà quý vị không có thích nghe. Quý vị chịu nghe cái điều mình không thích nghe không? Biết gì không chịu? Thường thường chúng ta đó là thích nghe những cái điều gì nó thuận ý, vừa lòng. Những cái điều gì mình á là thích, mình muốn. Còn những cái điều mà mình không thích, không muốn đó thì mình ít có chịu nghe. Nhưng mà trong cái cuộc sống này đó thì chúng ta thấy rằng những cái mà mình thích đó chưa chắc á nó là tốt, mà những cái mình không thích á chưa chắc nó là xấu, phải không quý vị? Cho nên á Đức Thế Tôn nói rằng là chánh pháp á là cái khó nghe lắm, tại vì có những cái nó không có giống như cái mình thích. Hôm nay Minh Thành giới thiệu cho quý vị một cái phương pháp thực tập rất là đặc biệt. Nào giờ quý vị cứ nhớ là niệm Phật. Mà còn một cái niệm rất là quan trọng, đó là niệm tử. Nào giờ quý vị nghe niệm tử chưa? Là chiêm nghiệm về cái chết đó. Chiêm nghiệm về cái sự chết. Tại sao mình phải chiêm nghiệm về cái sự chết? Cái mục đích của cái việc mà niệm tử này là nó đạt đến cái gì? Và chúng ta chiêm nghiệm về cái sự chết nó như thế nào là đúng theo lời Phật dạy? Đó là những cái điều mà hôm nay chúng ta cùng nhau để mà chia sẻ, để nghiền ngẫm, để quán chiếu. Ở trong cái sự tu tập của Phật Pháp á, thì cái điều cốt lõi đó là cái sự chiêm nghiệm, suy tư, quán xét. Đây là cái lõi ở trong sự tu tập. Còn những cái hình thức bên ngoài là mới bắt đầu cho mình bước vào, rồi mình tu lần lần đó, là cái quan trọng đó là mình chuyển đổi cái nhận thức, làm thay đổi cái cách nhìn sai của mình, mà mình trở thành nhìn cho đúng, nhìn cho trúng, nhìn cho chính xác. Thì như vậy gọi là chánh kiến, chánh tính. Còn nếu mà mình không có, chưa có thấy đúng, chưa có hiểu đúng thì mình mê tín, tà kiến, nhìn sai. Như vậy thì quý vị thấy rằng là ở trong cuộc đời chúng ta đó, trong một ngày quý vị nhớ về cái chết được mấy lần? Mấy lần? Không có nhớ lần nào hết trơn. Quý vị thấy chưa? Không có nhớ lần nào hết trơn. Chính vì mình không có nhớ lần nào hết trơn á, mình nghĩ mình sống hoài ha, mình nghĩ mình khỏe hoài ha, mình nghĩ mình trẻ hoài ha, mình nghĩ mình đẹp hoài ha,
Nhưng mà tới lúc mình bệnh, tới lúc mình già, tới lúc mình sắp sửa chết, lúc đó mình hoảng loạn, sợ hãi. Cho nên Đức Phật nói với chúng ta đó, là cái người mà thường tưởng niệm về cái sự chết đó, sẽ an trú ở trong chánh niệm. Những cái phiền não đó, nó sẽ bị áp đảo, và những cái tâm mà an lạc đó, nó sẽ xuất hiện. Vị ấy không có tham luyến đối với vật chất, không còn bám víu vô đời sống này nhiều nữa, không bị những cái đó là cấu nhiễm chi phối nữa. Cái sự thật về vô thường đó dần dần sẽ phát triển ở trong cái tâm của vị ấy, và nhờ đó đó, khi chết vị ấy chết một cách tỉnh táo, không có vọng tưởng. Trong khi những cái chúng sanh mà không biết tu tập, không biết quán chiếu, không biết nghiền ngẫm về cái chết á, thì thường là nạn nhân của sự hãi hùng, kinh sợ, bối rối dữ dội vào cái lúc lâm chung. Cho nên cái người mà thường tu tập về cái phương pháp này đó sẽ đạt đến cái chỗ bất tử ngay ở trong hiện tại, mà ít ra cũng hướng đến một cảnh giới tốt đẹp khi mà thân hoại mạng chung. Như vậy thì mình sợ chết, mình trốn tránh cái chết, mình không nghĩ về cái chết, thì mình bị chết đi sống lại hoài hoài, vô lượng vô biên ở trong sanh tử. Mà mình thường chiêm nghiệm cái chết, mình nhớ đến cái chết, mình quán chiếu cái chết, mình thấu đạt cái chết, thì mình đạt tới chỗ không còn chết, tức là cảnh giới bất tử. Quý vị chịu không? Có ba bốn ông già bữa đó ngồi trên cái bàn uống trà, thì cái ông già sáu mươi mấy bảy chục á, ông nói năm nay mình ngồi ở đây, năm nay mình gần bảy chục mà không biết sang năm mình còn gặp nhau nữa không. Cái ông bảy chục ông tâm sự vậy. Lúc đó cái ông 75 ông mới nói rằng anh nói chuyện gì xa xôi quá à, làm gì mà tới năm tới. Giờ mình ngồi ở đây không biết tháng sau tôi còn gặp mấy ông nữa không. Tôi năm nay bảy mấy gần 80 rồi. Lúc đó có cái ông 80 mấy, ông nói ơi anh nói chuyện xa xôi quá à. Tôi giờ đây, bữa nay tôi ngồi đây này nè, mà không biết là tuần sau tôi còn gặp được mấy anh nữa, uống trà tâm sự không nữa. Cái ông 90 cũng nói ơi mấy anh thôi đi, tôi ngồi đây bây giờ đây nè, mà chút xíu chiều nay không biết còn là để mà cùng mấy anh lên đây mà tâm sự nữa hay không nữa. Thì như vậy quý vị thấy là một người thì tính từng năm, một người thì tính từng tháng, một người thì tính từng ngày. Mà nói vậy chứ nếu mà tính kỹ nữa, mà cái ông lên 90 rồi phải tính từng giờ. Quý vị tính bằng gì vậy? Quý vị có tính không? Vậy mà hỏi ngài nhớ mà về cái chết nhiêu dạ? Chuyện này còn chưa xong, chuyện kia còn gian dở, bỗng nhiên thần chết đến, ôi mạng ta hết rồi. Quý vị thấy không? Lo chuyện này, tính chuyện kia, rồi tới chuyện nọ, thậm chí là người này thương, kẻ nọ ghét, người kia tốt, người nọ xấu, đúng sai, hay dở, phải quấy hơn thua, biết bao nhiêu chuyện ngồi lại. Mà mình quên mất rằng là cái tuổi thanh xuân của mình bữa nay nó còn thanh nữa không? Bữa nay trên đầu tóc nó đã điểm sương rồi. Leo lên cái cầu thang, từ nhà mà lên tới chùa bước xuống xe, bước cũng không nổi, tê chân hết trơn, phải không? Từ dưới mà lên cầu thang lên xong phải đứng dịnh thở một chút. Mà chưa mới có hàng năm mấy 60 thôi đó. Cho nên á, quý vị phải nhớ cho sâu sắc một cái điều này đó.
thì cái sự tu hành của quý vị á, nó sẽ dễ có kết quả, dễ thành tựu lắm. Tại vì mình không nhớ vô thượng, tại mình không nhớ tới cái chết. Chính vì mình không nhớ cái điều này cho nên á, ai nói một câu gì mình giận thì quý vị thấy lúc đó mình còn nhớ vô thượng không? Quên. Chứ nếu mình thường thường mà mình nhớ tới cái chết á, ôi hơn thua nhau chi. Thở vô thở ra cái khì cái là nó qua đời khác rồi. Buông xuống đi cho nó khỏe. Bây giờ quý vị muốn vác lên cho nó nặng, cho nó mệt, hay là quý vị muốn buông xuống cho nó nhẹ, nó khỏe, muốn cái nào? Thiệt muốn buông không? Thiệt không? Chắc chắn không? Quý vị phải thường quán chiếu. Một hôm nọ đó thì Đức Thế Tôn có một cái buổi pháp thoại, ngài mới khai diễn về cái pháp vô thường, quán niệm về cái sự chết. Thì lúc đó có một cái cô bé này mới có 16 tuổi thôi, nghe xong cái thời pháp đó thì trong hội chúng rất là đông, nhưng mà trở về rồi đó thì ai nấy đó là ra khỏi giảng đường rồi đó, ra khỏi pháp hội rồi đó, là trả pháp lại cho thầy với Phật hết trơn à. Không biết mình có giống gì không ta, có giống gì không? Tức là nghe cái chỗ giảng đường, nghe chỗ kinh rồi nghe nó đã lắm, nó thấm thía, nó trúng lắm, nó hay lắm, nhưng mà trở về nhà nó mất tiêu hết trơn à. Đó thì trở về nhà ai cũng mất hết trơn, nhưng mà cái cô bé 16 tuổi này đó, quý vị biết rằng cổ nghiền ngẫm cái phép mà quán chiếu về cái sự chết á suốt ròng rã 3 năm. Mới có 16 tuổi thôi. Ngày nào giờ nào cũng nhớ lời Đức Phật, cổ nghiền ngẫm cổ quán chiếu như vậy đó. Cho đến suốt 3 năm. Một hôm đó cô nghe tin là Đức Phật trở lại cái làng của mình, cho nên cô rất mừng, rất vui, rất thích. Bữa nay mình sẽ gặp bậc đạo sư, mình sẽ gặp Đức Thế Tôn, bậc tôn quý nhất trên đời. Mình sẽ gặp vị cha lành của mình. Mình đã thực tập trong 3 năm lời Đức Phật dạy. Thì lúc đó là chuẩn bị là coi như là đi lại tham dự cái buổi pháp thoại của Đức Phật. Thì lúc đó ba của cô là cái người thợ dệt vải đó, mới nói rằng con phụ ba để dệt. Thì lúc đó cái cô bé này giờ, nếu mà mình không lẽ mình bỏ cái công việc của ba mình đi lại mình nghe pháp, thì vị ba mình sẽ rầy hoặc ba đánh à. Thôi bây giờ ráng làm cho xong. Thì quý vị biết rằng Đức Thế Tôn của chúng ta đó, thường thường đó, mỗi buổi sáng đó là Đức Phật nhập đại bi định vào cái chánh định của lòng từ, và Đức Phật quán sát khắp tất cả những chúng sanh nào có duyên với ngài đó, thì trong cái ngày hôm đó là Đức Phật sẽ độ người đó. Mỗi buổi sáng nào Đức Phật cũng dùng cái trí để mà quán sát như vậy. Thì Đức Phật thấy rằng hôm nay cái duyên á của ngài đó là cái cô bé 16 tuổi nè, con của người thợ dệt. Thì quý vị biết rằng Đức Phật biết cái duyên ở cái chỗ đó, đó là ngài phải đi bộ đó là hàng 30 dặm đường rất xa, đặng đến đặng vì cái nhân duyên để mà độ cho cái cô bé 16 tuổi này. Thì quý vị biết rằng là khi mà đến giờ pháp thoại rồi đó là Đức Phật không nói pháp, ngài ngồi ngài chờ hoài, bởi vì cái cô này đang phụ ba cô dệt vải ở nhà đó. Đúng là cái giờ pháp thoại là Phật nói, nhưng mà Phật không nói, Phật ngồi chờ hoài. Cả trong chúng rất là nhiều người không biết tại sao mà ngồi cũng ngồi im lặng với Phật, chờ hoài chờ hoài chờ hoài, cho đến cô bé nhỏ này cô dệt vải phụ ba mình xong rồi cô lập tức cô đi đến liền. Thì Đức Phật thấy cô bé tới rồi đó, Phật ra cái hiệu ra dấu là kêu cô ngồi xích vô trong cái chánh giữa đó, đừng có trốn trốn với mấy cái kẹt làm sao, đặng hồi im im ra rồi rút lui. À, thì Đức Phật kêu con xích vô, bước vô trong chánh giữa giảng đường vô ngồi. Thì lúc đó đó Đức Phật mới hỏi vậy, chứ con từ đâu tới? Và cô đáp bạch Thế Tôn, con không biết. Rồi Đức Phật hỏi vậy, con sắp đi đâu? Thì cô bé nó bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Thì Đức Phật hỏi vậy, có phải rằng con không biết không? Dạ vâng, con biết. Rồi cuối cùng Đức Phật hỏi một câu cuối gì, con có biết hay không? Dạ bạch Thế Tôn, con không biết.
Thì cái câu hỏi đáp của Đức Phật làm cho cả đại chúng đều ngạc nhiên hết trơn. Và mọi người đó nhìn cô bé này một cách khác, của cô này sao mà giống như là bất kính với Đức Phật vậy. Thì quý vị nghe cái câu hỏi đáp với giống thần chú không? Giống thần chú không? Thì lúc đó Đức Phật mới nói là bây giờ cả đại chúng không ai hiểu gì hết trơn, con giải thích cái câu đáp của con đi. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hỏi con từ đâu tới á, mà con đáp rằng con không biết. Tại vì á, con biết rằng Đức Thế Tôn á, hỏi con không phải là ở nhà con đến đây đâu, mà Đức Phật hỏi con đó là con sanh ra đây là con từ đâu mà sanh ra đây. Tại vì con này luôn luôn quán chiếu về cái sự chết. Quý vị nhớ rằng là lúc nào con cũng nghĩ về cái chết đó. Đó là cái đề mục tu tập của cô. Cho nên khi Đức Phật hỏi đó, thì là cô á, bằng cái chiêm nghiệm tu tập của cô nói vậy, con Đức Thế Tôn hỏi con từ đâu đến, thì con hiểu rằng Đức Thế Tôn hỏi con từ đâu mà con sanh ra đây. Thì trong cái dòng luân hồi sanh tử con không biết con từ đâu sanh ra đây đó. Vậy quý vị ngồi đây có ai biết mình từ đâu tới đây không? Giống em bé này không? Đó, cho nên là nãy mình nghe mình thấy mình không biết, bây giờ biết rồi phải không? Rồi, bây giờ vậy con sắp đi đâu? Thì con hiểu rằng Đức Thế Tôn hỏi con như vậy là sau khi nhắm mắt, sau khi chết con sẽ đi đâu? Vậy con bạch Thế Tôn con không biết, con làm sao biết được. Bây giờ quý vị biết rồi, khi chết quý vị đi đâu không? Chắc 100% không? Con không biết. Quý vị thấy chưa? Thấy đúng rồi chưa? Rồi bây giờ đó là có phải là con không biết không? Có phải thật sự con không biết không? Dạ dân con biết. Thì Đức Phật hỏi rằng có phải rằng thật sự rằng con không biết á là con chết không? À, mình phải thêm cái chữ này, tại vì cô Lương quán chiếu về cái đề mục niệm tử. Thì nói dạ vâng, con biết rằng chắc chắn là con sẽ chết. À, và cái câu cuối cùng á, bạch Thế Tôn, con không có biết là con không biết là con sẽ chết lúc nào. À, cho nên á, quý vị mới thấy rằng sau khi cái đối đáp này Đức Phật khai diễn tiếp về cái sự quán chiếu á, về vô thường, về cái chết, thì cái cô bé này đắc quả Tu Đà Hoàng, sơ quả của thánh nhân. Và khi cô trở về đó, thì do là cái phước nghiệp của cô đã hết, để cô sanh lên cái cảnh giới cao hơn, và cái vô thường nó đến với cô, và cô qua đời. À, và đó, cái người cha thương tiếc đứa con quá, cho nên đi xuất gia với Phật trong thời gian ngắn thôi. Tại vì thấy được cái cảnh vô thường của con mình nè, cho nên nghĩ rằng còn cái gì nữa, mình có đứa con duy nhất thôi, bây giờ nó chết rồi, thì thôi bây giờ mình giác ngộ, tỉnh thức tu hành, và cuối cùng cái người cha này chứng quả A-la-hán. Thì vậy con là Tu Đà Hoàng mà cha là A-la-hán, mà nãy giờ quý vị được tới quả nào à? A-la-hán mà mua ngoài chợ lớn à? Cho nên cái chỗ này quý vị mới thấy rằng gì, không phóng vật là đường sống, phóng vật là đường chết. Không phóng vật không chết, phóng vật như chết rồi. Phóng vật tức là buông lung. À, mình á, không buông lung tức là mình sống, mà mình buông lung á, tức là mình đi vào con đường chết. Thế nào là buông lung? Buông lung là muốn nghĩ thì sao nghĩ, muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, thì gọi là buông lung. Còn nếu như mình biết tỉnh thức, biết chánh niệm, biết luôn luôn quán chiếu về cái vô thường, mỗi ngày quý vị chỉ cần để dành 5 phút để quán niệm về cái chết, thì cái đời sống của quý vị sẽ sống rất có ý nghĩa, rất là có giá trị và rất là có lợi ích. Quý vị chiêm nghiệm thử coi, mỗi một ngày quý vị cần để dành dùm Minh Thành 5 phút thôi. Cái giờ mà quý vị xem tivi cả tiếng lận, nhưng bây giờ quý vị để dành dùm cho Minh Thành 5 phút để quý vị quán chiếu rằng đó, cái cơn vô thường đó nó sẽ đến với mình. Thì lúc đó giận ai quý vị buông xuống được không? Ghét ai quý vị bỏ được không? Phiền ai quý vị có thể mà xả được không? Rồi cái hơn thua phải quấy quý vị có thể tha thứ bao dung được không? Được không? Nhớ nha, nhớ nè. Bây giờ những phương pháp thực tập rất đơn giản Minh Thành chia sẻ quý vị nè. Mỗi khi Đức Phật dạy ở trong kinh Tạng Bali hay lắm, mỗi cái buổi chiều á, mà quý vị thấy mặt trời sắp sửa lặn á,
À, thì cái đó là một ngày nó chết, phải không quý vị? Một ngày nó chết đó. Nó chết cái ngày này nó mới qua ngày mới chứ. Thì như vậy là tịch dương vô hạn hảo, đảng tích cận hoàng hôn, tức là bóng chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc sắp hoàng hôn. À, nếu mà quý vị ở trên Linh Quy Pháp Ấn đó, ở trên cổng trời chùa ở trên núi đó, mà quý vị buổi chiều hoàng hôn quý vị ngắm, quý vị sẽ thấy nắng chiều vàng ánh đẹp lắm. Nhưng mà chỉ tiếc á, là nó sắp hoàng hôn mà chút xíu nữa là sao, nó sụp tối xuống. Quý vị bây giờ là sắp hoàng hôn chưa, nắng chiều chưa? Có người thì 12 giờ, có người thì 3-4 giờ, có người thì 5 giờ, phải không? Có người thì 6 giờ, 6 giờ rồi qua tới chạng vạng. Thì Đức Phật dạy mình á, mỗi một ngày mình quán chiếu, khi mà bầu trời sắp sửa sụp tối á, là mình biết một ngày nó chết. Mà các vị cao tăng hồi xưa tu hay lắm, mỗi một buổi chiều là các ngài nhìn thấy hoàng hôn, các ngài đó là rơi lệ cảm xúc. Tại vì một ngày qua rồi, cái chết nó gần kề tới nơi rồi, mà mình cái trí huệ mình chưa có tăng trưởng, cái tự bi của mình nó không có phát triển, cái đạo lực của mình nó chưa có thêm lớn, cho nên các ngài đó cảm thấy buồn. Mà không biết quý vị mỗi buổi tối là mừng hay buồn, ta được chung vô ngủ nó đã hay sao, quý vị thấy không? À, cho nên mình thấy hoàng hôn xuống là biết là rồi đây nè, cái chết nó gần kề. Một ngày đã qua là mạng sống giảm dần, như cá cạn nước, nào có vui chi. Đại chúng hãy tinh tấn nỗ lực tu hành, chớ có để thời gian qua xuông mà sau này phải ăn năn hối hận. Bon. Chiều nào mình cũng đọc cái câu đó hết trơn á, nhớ cái câu đó hết đó. Mỗi một ngày đã qua rồi, có gì thấy không? Rồi sáng mà vừa mở mắt sáng, mình biết đây tới thêm một ngày nữa rồi đây nè. Cái đêm nó chết rồi, cái ngày nó sống nè. Cái chiều cái mình thấy cái ngày nó chết nè, à, cái đêm nó sống nè. Đó, cứ vậy mỗi ngày là nó sanh diệt, nó vô thường, trắng đen. Cho nên quý vị nhớ cái câu chuyện mà hai con chuột, chuột đen, chuột trắng, nó cắn cái sợi dây của cái ông mà lọt xuống giếng đó, lọt xuống vực thẳm đó. Con chuột trắng, chuột đen là nói cho ngày đêm. Mới mở mắt thấy sáng, cứ lây quay đi chợ, về nấu cơm rồi ăn, rồi nghỉ chút xíu cái ăn, ăn xong cái ăn xong rồi cái ngủ xong tức dậy cái ăn xong tức dậy cái ngủ rồi làm, rồi ăn rồi ngủ rồi làm, ăn ngủ làm, dòm lại tóc trên đầu bạc trắng hết trơn rồi, bệnh rồi, có thấy không? Có quán chiếu vậy không vậy ta? Có nhiều không? Quý vị thấy không? Mau lắm, hết ngày rồi hết tuần, mới lây quay đi qua cái cuối tuần. Cái lây quay cái sao? Cuối tháng thì nó có nhiều cái lắm. Nếu đi làm thì có tiền lương, phải không? Còn nếu không phải trả tiền tùm lum hết trơn á. Rồi cuối tháng xong rồi cái cuối mùa. Bữa nay tới mùa gì rồi? Xuân rồi hạ rồi thu. Rồi cái đông. Đông rồi gì nữa? Xuân rồi gì nữa? Hạ rồi thu đông. Thì có giống như sanh là lão bệnh tử không? Mùa xuân nó giống như là sanh vậy đó, phải không quý vị thấy không? Rồi cái gì nữa? Mùa hạ. À, mùa hạ, mùa thu là bắt đầu. À, rồi cứ mùa đông là gì? Cho nên hết một năm rồi là mình thấy là mình phải kiểm toán. Mình kiểm coi một năm qua mình có tiến bộ gì không? Chiêm nghiệm lại. Rồi cái dòng luân hồi của mình quý vị thấy là cứ vậy, sáng trưa chiều tối, giống như xuân hạ thu đông. Mỗi một ngày quý vị chiêm nghiệm, Đức Phật dạy mình rất hay. Cho nên á, cái người mà có thực tập á, có tu hành á, thì quý vị mới thấy rằng là đêm dài với kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt.
luân hồi dài kẻ ngu không biết được chân diệu pháp. Nếu mà mình thức á thì mình thấy cái đêm nó dài lắm, còn mình ngủ mình thấy mới đây nhắm mắt rồi mở mắt cái sáng rồi. Nhưng nếu mình thức đêm mới biết đêm dài. Rồi cũng vậy đó, nếu như mà mình đi trên con đường dài đó thì lúc đó mình sẽ cảm thấy mỏi mệt. Quý vị mỏi chưa? Mỏi chưa? Đi cái đoạn đường 50 năm, 70 năm, 60 năm có mỏi chưa? Mòn chưa? Nó mòn cái gót, mòn không biết bao nhiêu đôi dép rồi. Phải không? Mà có chán chưa? Chán chưa? Chán rồi cho nên mới tu ở đây nè. Mà tu có thấy an lạc không? Chắc an lạc không? Cho nên cái luân hồi dài kẻ ngu không biết chân diệu pháp. Không có biết được cái diệu pháp chân thật, cái chánh pháp. Thì như vậy là quý vị đừng nghĩ luân hồi là tới chừng nhắm mắt vô hòm mới luân hồi nha. Bây giờ Minh Thành nói cho quý vị luân hồi từ cái cạn cho đến cái sâu cho quý vị thấy. Cái cạn á là để mình chết rồi qua đời sau á, cái đó là cái bình thường. Cái đó người không tu cũng hiểu được nữa. Bây giờ cái luân hồi gần chút để cho quý vị thấy. Sáng thì quý vị thấy rằng là mình ăn, phải không? À, rồi mình ăn xong rồi trưa mình ăn rồi, rồi một hồi mình có đi vô cái phòng nhỏ nhỏ, cái phòng nhẹ và khỏe không? Cái đó là ngũ cốc luân hồi, phải chưa? Cái lúc ăn thì chọn đủ thứ món đó, trời ơi, trời, phải không? Nói cười vui vẻ vậy đó. Rồi một hồi mình trở vô một cái chỗ đó, nó bịt kín mít ra mà phải bịt cái lỗ mũi, bịt cái lỗ mũi lại. Có như là ngũ cốc luân hồi. Rồi mình uống nó cũng luân hồi. Rồi mình mỗi một hơi thở, quý vị thấy nó có luân hồi không? Luân hồi là nó xoay vòng á, nó xoay vận. Là phải thở cái hơi thở này ra rồi hết hơi thở vô, mà cứ phải dầm dị hoài. Chứ mà nói thật bây giờ tôi chán, tôi không muốn thở nữa, là xong luôn. Một là đi bắn muối, còn hai là đi tắm suối, suối vàng. Quý vị thấy không? Như vậy thì mỗi hơi thở mình là luân hồi, mỗi cái chén cơm của mình là luân hồi, mỗi ly nước của mình là luân hồi, phải không? Rồi cái ngủ của mình cũng luân hồi, nó lặp tới lặp lui hoài vậy nè. À, rồi bây giờ quý vị thấy cái tâm niệm của mình có luân hồi không? Mình giận cái người này rồi xong rồi cái hết giận, cái lâu lâu cái giận lại nữa, cái hết giận rồi cái thương, thương rồi cái ghét, ghét rồi cái thương. Như vậy thì cái thương ghét nó có xoay dần không? Đó quý vị thấy không? Rồi mình buồn, buồn rồi xong cái mình vui, vui rồi xong cái mình buồn, rồi buồn rồi xong cái mình vui, rồi vui xong cái mình buồn. Như vậy cái vui buồn nó có luân hồi không? Đó quý vị thấy chưa? Có luân hồi từng trong ý niệm, nó xoay chuyển qua như vậy đó. Mà bây giờ đó, cái người mê lầm không thấy được chánh pháp, không thấy được cái pháp sanh diệt đó, thì người đó luân hồi hoài. Cho nên mới nói rằng là dù sống 100 năm mà không thấy được pháp sanh diệt không bằng sống một ngày mà thấy được pháp sanh diệt vô thường. Quý vị có thấy pháp sanh diệt vô thường không? Thấy không? Chắc là thấy không? Quý vị thấy thì quý vị phải buông xả cái chấp, buông bỏ cái ghét, cái giận, cái phiền não. Có buông không? Nhìn thấy đó, thấy được nó là đem tới cho mình cái khổ. Quý vị thấy cái giận là khỏe hay là mệt? Rất mệt. Mình có hay nuôi dưỡng cái giận không? Sao kỳ vậy? Mình ôm ấp cái giận, rồi mình tưới tẩm, rồi mình cho nó ăn nữa chứ. Quý vị thấy chưa? Rồi thậm chí mình nói rằng là sống để dạ, chết đem theo. Như vậy gọi là luân hồi dài cho kẻ ngu, phải không? Không biết được chân diệu pháp. Còn người trí thì đâu có vậy. Mình biết đó là nó là cái nhân của khổ nha. Cái giận này là nó thiêu đốt tâm can của mình nè, phải không? Cái buồn này nó làm cho sầu bi khổ u não nè. Cái phiền này nó làm cho mình á héo xào nè. Nó làm cho mình á là kiệt quệ cái suối nguồn tươi trẻ của mình nè. Quý vị muốn trẻ không? Muốn tươi hay là muốn héo? Muốn khỏe hay là muốn bệnh? Thì phải là trị cái bệnh tâm bệnh này nè.
Mà mình muốn trị cái tâm bệnh này, mình phải biết nó là cái pháp sanh diệt, nó là pháp luân hồi, nó là pháp sanh tử, mà đừng có bị kẹt vô nó. Cho nên muôn vật đều vô thường, toàn là pháp sanh diệt, chẳng vướng mắc sanh diệt, tịch tỉnh an lạc sanh. Quý vị thấy không? Đừng có vướng mắc vô cái sanh diệt, mà mình thấy rõ nó là pháp sanh diệt. Cho nên á, là quý vị để ý, quý vị mới thấy rằng từ cái tâm niệm mình, à, từ cái thân thể mình, rồi từ cái ngày, từ cái tháng, từ cái năm, từ cái chiếc lá, à, từ cái giọt nước, từ cái đám mây, quý vị nhìn cho kỹ đi, quý vị thấy là toàn là cái pháp sanh diệt. Quý vị nhìn sâu sắc như vậy rồi đó, thì quý vị mới có cái sự quán chiếu. À, quán chiếu làm sao? Đức Phật dạy rất là hay. Ở trong Nhập Bồ Tát Hạnh á, Ngài Tịch Thiên á, dạy cho mình quán chiếu là: bao giờ tôi đến gần bãi tha ma đầy xác, để quán tưởng thân này chẳng khác nào xương kia, tất cả đều hoại diệt. Mai kia tôi chết đi, thân tôi sẽ vữa nát, hơi thối bốc nồng nàn, khiến chó cũng tránh chê. Thân này lúc đang sống, thịt xương dính với nhau, lúc chết thì tan rã, quyến thuộc nào khác chi. Lúc sinh đã một mình, lúc chết vẫn đơn độc, thống khổ này ai chia, thân quyến nào ít gì, chỉ cản trở tu tập. Đây là những cái lời pháp rất là thâm sâu để làm cái tư liệu cho mình quán chiếu. Bây giờ trước mắt quý vị thấy rằng là khi mà mình đi đến một cái đám tang á, cái người bạn thân của mình hay là cái người ở trong gia quyến của mình mà qua đời, thì lúc đó quý vị thấy như thế nào? Mình chiêm nghiệm làm sao? Ta thấy người khác chết, trong lòng nóng xót xa, chẳng phải xót kẻ khác, vì sẽ đến phiên ta. Quý vị thấy là chắc chắn đến với mình không? Có ai ngồi đây nói thưa thầy con quyết định là con không chết, giơ tay lên coi. Chắc chắn. Quý vị thấy không? Tại sao bây giờ nói một tiếng gì mà hơn chút là mình không chịu, mình trợn mắt lên, mắt mình bờ bờ, cái lỗ tai mình lùng bùng, cái miệng mình giật lên. Một cái cảnh gì trái ý nghịch lòng á. Rồi tới cái lúc mà mình nằm yên như vậy đó, rồi cái đội nhị tỳ mai táng nó sấn vô, nó bỏ mình vô bao, nó quấn lại, nó buộc giống như là đòn bánh tét vậy đó. Rồi lúc đó sao không bật dị cự ta? Sao không bật dị cự? Quán chiếu như vậy để làm chi? Để mình đó buông xả được cái tâm luyến ái, cái tâm ràng buộc, cái tâm bám chấp. Ở đây Bồ Tát nói quý vị thấy không? Là lúc sinh đã một mình, lúc chết vẫn đơn độc, thân quyến nào ít gì. Đây là nói cái sự quán chiếu mà rốt ráo để cho mình tu nè quý vị. Bây giờ quý vị thấy rằng nhiều khi mình đi tu mấy bữa cho nhớ cháu quá, nhớ cháu nội cháu ngoại cưng quá. Nhiều khi mà nào giờ chưa có mà có được mụm á. Mụm á, biết mụm không? Cái lâu lâu niệm Phật cái tự nhiên nhắm nháp mắt lại ngồi niệm Phật, cái bỗng nhiên thấy mặt đứa cháu ngoại nó cười. Cái mình cười lại cái người ta dòm ngoài, ta tưởng đâu có vấn đề chứ. Có gì thấy không? À, bây giờ á, mình biết rằng là mình á, từ trẻ rồi tới lớn, từ lớn rồi đến già, cả một cuộc đời của mình đã hy sinh hết trơn rồi. Biết bao nhiêu cái mà mình lo, mình lo hết cho con rồi, cả một cuộc đời nó rồi. Mà thậm chí con 50 rồi mà mình cũng còn lo nữa. Rồi bây giờ tới cháu nó, mình lo mà nếu mình sống được chừng 90 hay 100 tuổi rồi, nếu mà có chắc thì mình có lo nữa không? Có gì thấy không? Cho nên mình phải biết rằng mình thương chính mình. Mình làm xong cái bổn phận mình rồi, thì bây giờ mình phải lo cho tinh thần tâm linh của mình chứ, mình lo quán chiếu, mình tu tập chứ.
Chứ giờ quý vị thấy rằng là thân quyến là cũng có cái nhân duyên với nhau, mình mới cùng chung ở trong một gia đình. Nhưng mà mình phải biết lúc nào là lúc lo cho mình. Bây giờ quý vị có cái người mà quý vị thương nhất á, ông xã, bà xã hay đứa con yêu dấu nhất của mình á, cái lúc mình ngáp ngáp mình sắp sẽ đi, nó thôi ông đi với tôi nha, tôi với ông đi lượt nha, chịu không? Chịu không? Thôi bà đi, bà làm ơn bà đi trước giùm tôi lo cho bà, phải không? Chứ làm sao mà đi lượt được. Quý vị thấy chưa? Phải không? Rồi bây giờ đứa con cưng nhất với mình đó, rồi khi mà mình á đau đớn hoàng hoại đó, cái lúc mà mình sắp sửa ra đi đó, lúc đó là có ai đau thế cho mình được không? Đó. Mà sao bình thường mình cứ rủ à, thôi mình buồn quá à, phải có người này người kia vui. Nhưng mà tới cái lúc mà mình sắp sửa ra đi đó, thì quý vị thấy cái lúc đó chỉ có phước huệ, thiện pháp mới làm cái tư lương qua đời sau của mình. Một khi vô thường đến mới biết mình trong mộng, muôn thứ chẳng có đem theo được, chỉ có nghiệp bên mình thôi. Khi mà vô thường nó đến rồi đó, thì lúc đó ồ quá ra nào giờ mình chỉ là giấc mộng thôi. Mình tưởng đâu là thiệt mà cuối cùng chỉ là mộng thôi. Cho nên đời người như mộng ảo, điều gì đã trải nghiệm cũng chỉ là ký ức, tất cả đều trôi qua không bao giờ trở lại. Kẻ thù thành hư vô, người thân như mây khói, thân ta rồi phải chết, tất cả trở về không. Quán chiếu như vậy thì cái tâm mình mới thoát ly được quý vị. Thấy không quý vị, thấy không? Bây giờ nào là cái người thân, rồi nào là cái người thù, rồi nào là cái người bạn, tối ngày đó mình cứ quay vòng vòng ở trong đó thôi. Quý vị thấy quay vòng vòng trong đó không có thoát ra được. Hôm nay là Minh Thành nói cái pháp mà cho quý vị gọi là cứu cánh giải thoát an lạc. Quý vị chịu không? Quý vị đòi là đòi về cực lạc không à? Mà đòi cực lạc mà đâu có rủ ai đi chung được. Mà bây giờ quý vị lúc nào cũng phải có con, có cháu, có này nọ đủ thứ hết. Mà có nhiều người nói tôi đi tu là phải vác cái máy lạnh theo à. Lúc đó mệt rồi, làm sao mà mình giải thoát được, làm sao mình về cực lạc được, quý vị thấy không? À, cho nên Minh Thành muốn quý vị tập sống một đời sống giải thoát tự do, không có bị đó quá lệ thuộc vào vật chất. Ô, quý vị thấy cái ngày tu ngày hôm nay quý vị là được giải thoát nhiều không? Bây giờ Minh Thành kể ra nhiều khi quý vị không để ý, chứ quý vị giải thoát nhiều lắm á. Quý vị biết giải thoát cái gì không? Đầu tiên á là giải thoát cái nhà. Cái nhà coi gì chung khó giải thoát lắm á. Có nhiều người là đi chút xíu nửa buổi thôi về không ai coi nhà hết trơn, không ai coi nhà hết, đi không được. Rồi thậm chí nó hỏi do sao tôi không được, đi tu ở nhà không ai cho chó ăn, thương chó quá à. Rồi mai mốt mình đi chắc mình dẫn nó đi theo à. Quý vị thấy không? Cho nên mình phải tập chứ, mình tập cho mình vượt thoát chứ. Rồi giờ quý vị thấy giải thoát cái gì nữa? Giải thoát những cái vật chất mà mình lệ thuộc. Thí dụ như nằm cái giường ở trong phòng êm quá à, mà bữa nay đi lên khóa tu nằm dưới đất đó, mà nhiều đó là mình giải thoát khỏi cái giường đó. Quý vị thấy không? Cái đó giải thoát đâu quý vị thấy nhỏ nhỏ vậy chứ còn không phải dễ làm mà nha, phải không? Hoặc là ở nhà mình có cái, những cái gì mà mình quen rồi, thí dụ như 5 giờ chiều vậy, cái 5 giờ 5 rưỡi 6 giờ 7 giờ cái bấm lên thời sự, phải không? Ngồi bưng ly cà phê sữa hay gì đó ha, nhâm nhi rồi coi thời sự nha. Nên nó đã. Mà bây giờ vô tu là giải thoát khỏi cái thời sự đó. Quý vị có thấy mình hay không? Đó, quý vị thấy chưa? Thấy mình giải thoát những cái nhỏ nhỏ này đó mà mình tu, chứ không phải nó đơn giản đâu. Mình tập lần lần ấy chứ. Rồi xong đó là có một cái người, mà cái người này đó là không phải dễ mà giải thoát với cái người này. Tuy rằng là ra vô cự cự gì chứ thiếu cái vụ cự đó nó cũng buồn lắm. Mà bữa nay mình đi tu 7 ngày mình giải thoát khỏi cái người đặc biệt này nè. Có nhất trí không? Mà bây giờ nó bỏ đi một ngày không bỏ nổi, mà bỏ đi một tuần không bỏ nổi, mà đòi đi về cực lạc bỏ luôn sao bỏ được. Cho nên quý vị thấy không, thầy chủ trì á, thượng tọa sư phụ ở đây là tâm lý mà dạy cho mình cái pháp rất hay. Bây giờ muốn về cực lạc phải không?
muốn giải thoát mà an lạc phải không? Trước hết bỏ một tuần trước rồi bỏ được không cái hả? Bỏ một tuần trước rồi bỏ được không? Hay là lâu lâu ngồi thiền thấy cái mặt cũng cự miệng ra vậy? Quý vị thấy chưa? Đó, cho nên là giải thoát ở ngoài rồi phải giải thoát luôn ở trong tâm nữa, giải thoát ở trong tim. Làm sao giết được người trong mộng? Quý vị thấy không? Quán chiếu được thấy nên mình giải thoát được rất nhiều cái rồi. Quán chiếu rồi mình mới thấy được chứ. Chứ rồi mai mốt rồi mình là mình đi xa như vậy rồi mình đem cái gì theo? Đem phước, đem huệ, đem thiện pháp, đem công đức theo thôi. Và bây giờ là cái gì quan trọng nhất là cái gì? Là cái quý vị tu được cái tuệ bên trong. Cái phước là quý vị làm ở bên ngoài nè. Nói đơn giản là hai cái, phước huệ phải không? À, cái phước quý vị làm bên ngoài là ở ngoài là làm nhiều thôi. Bây giờ mình vào tu thì mình chú trọng vô cái huệ. Mà cái tuệ là cái gì? Cái tuệ là cái gì? Phải quán chiếu sâu sắc ở trong nội tâm của quý vị để quý vị thấy cái bản chất của nó là giả, nó không có thiệt. Đặng quý vị buông xuống thì cái tâm quý vị nhẹ nhàng, bình yên, tịnh lạc. Cái đó là tuệ đó, cái đó là công đức cái đó. Chứ giờ mình làm rất nhiều việc thiện này nọ đủ thứ, trong mình ngồi lại là coi như mình âu sầu, mình rầu rĩ, mình chán chường, mình phiền não, thì cái đó là chưa có tuệ, chưa có công đức, có phước thôi. Cho nên là quý vị nhớ rằng là mình tu phải đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, quán chiếu cho thiệt là kỹ, quán chiếu cho thiệt là sâu. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng Đức Phật dạy mình á. Bây giờ á, mình sử dụng cái thân này như thế nào? Mình phải xem cái thân này nó giống như đầy tớ vậy đó. Mình đừng có quý trọng cái thân này, đừng có để cái thân này nó làm ông chủ nha. Mình xem cái thân của mình nó giống như người phục dịch, như người làm công, như đầy tớ vậy đó. Bồ Tát Tịch Thiên á dạy mình ở trong nhập Bồ Tát hạnh: khi tớ bỏ ra đi, chủ không cho cơm áo, thân này sẽ bỏ ngươi, cung dưỡng nó làm gì? Trả đủ lương cho nó, chớ cho thêm quá mức. Ôi tâm của ta ơi, đối xử với thân ngươi hãy xử sự như thế. Hãy xem thân như thuyền, dùng để chở chúng sanh, đưa họ từ bờ khổ sang bên bến giải thoát. Ví dụ như một cái người tớ, một cái người làm công mà bỏ đi, không làm nữa, thì người chủ không có cho lương nữa, không cho cơm áo nữa. Ví dụ cái thân này đó, nhất định nó sẽ bỏ mình. Quý vị phải không? Phải cái thân này quyết định chắc chắn là nó bỏ mình không quý vị? Chắc chắn nó bỏ mình không? Mà nó bỏ nó có báo trước rồi. Tôi nói thiệt cho chị nghe, một tuần nữa tôi đi hay tháng nữa tôi đi, nó có nói mình không? Đó quý vị thấy không? Mình lo cho nó ăn cho ngon, lo cho nó mặc cho đẹp, lo cho nó ở cho sang, cho nó đi xe hơi, ở nhà lầu hay gắn máy điều hòa, phải không? Rồi trao chuốt, trang điểm, môi son, má phấn, mặt hồng, vẽ chân mày, cắt lông mi, sơn móng tay, móng chân. Rồi cuối cùng nó đi, nó không có một lời từ biệt, rồi vô ân bạc nghĩa. Nhất trí không? Đó là trong kinh nói đó, chứ không phải tự ý Minh Thành nói đâu. Ở trong kinh Di Ma Cợt nói rằng cái tấm thân này là dâng ơn bội nghĩa. Quý vị thấy không? Cả cuộc đời cứ mình lo cho nó mà, mình cưng nó vô cùng luôn, nó nóng một chút là cái kiếm quạt liền, hay không? Nó lạnh chút cái là khoác áo vô liền, nó ho ho một chút cái là uống thuốc, được kiếm bác sĩ liền, phải không? Vậy đó mà nó chuẩn bị, nó muốn đi là nó đi nè, nó không có báo trước gì trơn trọi. Nhiều khi cái rầm cái rồi mình không biết nó đâu trơn trọi trời. Quý vị thấy chưa? Thấy chưa? Cho nên phải sử dụng cái thân này đúng, sử dụng cho nó đúng, đừng có sử dụng trật. Phải coi nó là người phục dịch thôi. Để mình sử dụng cái thân này làm gì? Làm thiện pháp, làm những việc lành, biết giữ giới, biết cho quán chiếu thiền định trí huệ, biết làm những việc công đức, thì đó là mình biết sử dụng cái thân này, biết cái giá trị của nó. Còn cái người ngu, người không có hiểu đạo, người không có học Phật, không biết, thì tưởng cái thân này nó thiệt thôi. Rồi tối ngày mình cứ
là vung quén cho nó, trao chuốt cho nó, tô bò cho nó, rồi cuối cùng là quý vị thấy là cái kết cuộc của nó là có một hũ để nóc tủ thôi, chả có cái gì hết trọi đó. Cuối cùng được hũ để nóc tủ, quý vị biết cái hũ đó không? Không có chỗ để hũ, bỏ xuống sông luôn, rải ra biển luôn, có gì thế chứ. Cho nên trả lương cho nó, chớ có cho thêm quá mức, cho nó đúng cái lương thôi. Tháng cho nó mấy triệu, còn bao nhiêu mình để dành làm việc thiện, làm việc công đức, mình giúp cho người nghèo khổ chứ, có gì thế không? Cho nên cái chỗ này mình tu, mình quán chiếu thấy hay lắm quý vị, rất là hay. Ví dụ như giờ đó một bữa cơm đi, thì quý vị thấy đâu có cần thiết phải thiệt là mấy chục món đâu, vài món ăn được rồi. Còn cái dư đó mà mình chia cho mấy người nghèo khổ, phải không? Bây giờ quý vị thấy đó, bão lũ lụt thiên tai đủ thứ, biết bao nhiêu người khổ, mình thấy ngay cái trong nước mình, đừng đâu xa hết á, quý vị thấy không? Đừng nói chi mấy tỉnh ngoài, ngay trong thành phố mình đấy, mà bên thành các chùa đây các thầy cũng phải làm từ thiện rất nhiều cho bà con nghèo ăn Tết. Đừng nói chi miền Trung, đừng nói chi miền Bắc, đừng nói chi đất mũi Cà Mau ở dưới, rồi những cái nơi mà bị ảnh hưởng bão, quý vị thấy không? Rồi quý vị nhìn coi thế giới coi, Philippines có chết thằng bao mấy trăm người, thiên tai rồi sóng thần rồi động đất rồi chiến tranh rồi hỏa hoạn, quý vị thấy chết cái là mấy chục người, cả trăm người, mong manh lắm quý vị. Cái mạng sống này quý vị đừng có tưởng đâu nó vững chắc, nó không có bền chắc, nó là đồ gốm. Mà Minh Thành yêu cầu tất cả quý vị sau cái khóa tu này là quý vị về nhà, quý vị viết ba chữ dán lên trên ngực giùm cho Minh Thành, gán cái bên cái chỗ trái tim đó là hàng dễ vỡ. Mỗi lần Minh Thành đi lên máy bay đó, có những cái chuyến đi hoằng pháp đó, mà tới cái chỗ mà đóng thùng á, mà nó dán ba cái chữ hàng dễ vỡ, một cái Minh Thành ngộ đạo tại chỗ luôn. Đúng rồi, mình là hàng dễ vỡ, quý vị thấy không? Chỉ cần xảy cái chân cầu thang cái nó vỡ liền, đỏ chét, đụng vô cái nó gãy tay què chân. Ở đây sẵn đây Minh Thành kể cho quý vị nghe những cái chết mà vô duyên nhất hành tinh, kể cho quý vị nghe quý vị giật mình luôn á, cho quý vị biết á. Mình nghĩ rằng cái thân này nó chắc lắm, xin thưa quý vị không có, nó mong manh lắm thật sự đó. Quý vị có thể ngờ rằng là con người đó chợt cái vỏ chuối rồi vô nhập viện, cứu không được chết luôn. Chợt cái vỏ chuối đó, quý vị có tin không? Đó là sự thật. Rồi thêm cái nữa, có cái bà đó là khoảng 57, 58 tuổi thôi, bà đi bộ vòng vòng trước sân nhà bà đó, sao tự nhiên bà, cái chỗ đó gần đó nhiều người ta nuôi bò, cho nên nó đi nó cũng ị tùm lum trước sân nhà bà đi, bà trợt cái đống phần bò. Thì cái lúc đó bà mới chúi nhủi gì, bà thấy mấy cái sợi dây bà chụp vô để bà nắm nghị lại, ai nhè vô chụp chúng vô cái sợi dây điện mà nó bị hở mạch đó, giật cái chết tại chỗ. Mà đâu phải vậy không đâu, em bà vài bữa rồi cũng lắm giống y như bà nữa, cũng chết hai chị em trợt phân bò. Bây giờ mình nói vụ chợt chân không đi, mà nó có mấy kiểu. Còn cái ông đó là ông chuyên môn, ông đi là diễn xuất những cái kỷ lục lớn, thậm chí qua những cái thác nước mà cái biên giới của Canada với Mỹ nó có một cái thác nước rất là lớn, nổi tiếng lắm, ai đi đến đó cũng lại ngắm hết đó. Mà ông ở chỗ đó ông biểu diễn, ông đi vậy đó mà không sao hết trơn, mà ông về ông trợt vỏ cam ông chết ở gần nhà ông. Quý vị thấy không? Cho nên những cái chết mà mình, nếu mình quán chiếu mình thấy lạ lắm, rất là kỳ lạ, bất cứ lúc nào nó cũng có thể xảy ra hết trơn. Rồi quý vị thấy là hai đứa nhỏ, đứa 5 tuổi với một cái đứa nó có 2 tuổi à, nó giỡn chơi với nhau ở trong cái thang máy á, mà hai đứa nó vô rồi thì cái đứa 5 tuổi nó bấm nó lên từng năm, nhưng mà cái đứa 5 tuổi nó không biết, nó nhảy nó bấm lên tầng thứ 18. Thì khi mà lên tới tầng 5 á, thì đúng ra là hai đứa nó là nó dắt tay nhau nó bước ra, thì nó bước ra rồi cái nó đẩy con nhỏ 2 tuổi nó giỡn, nó đẩy trở vô đóng cửa lại. Rồi như vậy đó thì con nhỏ 2 tuổi này nó lên tới tầng 18 ở trên, thì nó bước ra đó là cái sân thượng mà cái ban công nó rất là hở, thì cái bé 2 tuổi nó lọt từ trên tầng 18 xuống.
Cho nên quý vị thấy là nhiều cái vô thường đó là mình không thể nào tưởng tượng nổi đó. Rồi có một cái chuyện mà độc đáo nữa là cái ông già này đó là ổng đạt cái kỷ lục là cái bộ râu ổng dài nhất thế giới 4-5 thước nha. Mà rồi cái là ổng bị là ổng chết, mà quý vị thấy rằng nếu mà ổng chết thì cái chuyện cũng bình thường thôi, không có đáng nói, nhưng mà khổ cái ông dấp cái bộ râu ông chết. Quý vị quán chiếu quý vị mới thấy cái cuộc đời này đó là tất cả mọi thứ ở trên đời này mình không thể nào mà lường trước được hết trơn đó. Cho nên quý vị thấy Đức Phật dạy mà cái chánh niệm và tỉnh giác rất là hay, rất là hay. Mà quý vị đã lớn tuổi, quý vị phải coi theo dõi cái chương trình Phút Giây Cảnh Giác. Có coi cái chương trình này không? Cái này quan trọng. Quý vị biết rằng có một cái bà mẹ đó, bà đó là có công việc gấp, cho nên đó, đứa con nó cũng là 7-8 tuổi rồi, mà đó là mẹ có công việc gấp thôi, bây giờ mẹ đi ra mẹ đi làm, mua đồ ăn sáng về cho con đi học, tới giờ rồi con tự chải đầu nha. Thì con bé này nó nhóm lên, nó nhóm cao lên cái tủ để mà nó lấy cái cây lược chải đầu. Thì nó nhóm sao không biết mà nó trợt cái tay đi, nó té xuống mà cái tủ kiến đó, nó rớt kiến xuống, nó sắn nó chặt cái tay của bé. Đó rồi những đứa bé có 2-3 tuổi thôi đó, quý vị biết là nó mẹ nó cho nó quạt máy rồi mẹ nó bước vô nhà bếp nấu ăn. Mà ở đây nó lại nó giỡn, nó nhỏ nó có biết gì đâu, nó lại nó dầm dầm mà nó bóp vô ngay cái dây điện hở mạch, nó giật cháy cái tay hết. Cho nên quý vị thấy rằng là cái sự tu tập mà chánh niệm và tỉnh giác để quán chiếu nó vì vô thường này nó rất là hay. Cho nên mình á, nhất là lớn tuổi đó là phải cẩn thận. Bên Thành á, đi đây đi đó tiếp xúc được nhiều cái cảnh mà mình quán chiếu hay lắm. Quý vị biết có những cái người là đi cầu thang, mấy bà già lớn tuổi đó là té ở trong đó chết không ai hay hết á. Tới chừng hay là nó bốc mùi ra ở con mình. Rồi trong nhà tắm mà bị té là bị hoài thôi. Rồi thậm chí mà nước đường lộ ngập thì nó đi nó lọt xuống ống cống, lọt xuống ống cống gãy giò. Cho nên quý vị thấy rằng cái sự tu tập của chúng ta đó là quý vị luôn luôn cẩn thận, cho cẩn thủy thận chung sẽ bảo vệ cho mình. Biết nó là cái hàng dễ vỡ, khi người ta dán như vậy thì sao, thì mấy cái người bưng mấy người ôm ta phải làm sao, ta càng kỹ hơn, chứ đâu phải nó hàng dễ vỡ người ta quăng cho nó bể, không phải. Cũng vậy, mình càng biết nó vô thường, nó mong manh, nó tạm bợ chừng nào thì mình phải trân quý, trân trọng, kỹ lưỡng, thận trọng để mình giữ gìn nó, để mình tu. Chứ không phải mình là đam mê, mình là thích thú, mình bám chấp, tham chấp ở trong đó. Quý vị có thương thân mình không? Có không? Thương nhiều không? Thương là sáng cho nó ngủ tới sáng bét hay là sao? Phải không? Thường là đây nói mình sử dụng nó như một cái người giúp việc để làm tạo công đức cho mình. Và sao? Và mình hãy xem nó giống như chiếc thuyền vậy đó, để mà chở chúng sanh. Cái chỗ này hay nè. Phải xem cái thân này là chiếc thuyền. Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, sư phụ trụ trì ở đây cũng một tấm thân 60-70 kg thôi, mà mình cũng tấm thân 60-70 kg thôi, cũng mài ngang mũi dọc, phải không? Tướng lạ xem ắt bằng nhau, mà mặt thánh lòng phàm, thật cách nhẫn vô vàng thiên lý. Quý vị thấy không? Cũng đều là mài ngang mũi dọc 60-70 kg, nhưng mà sư phụ đã làm ra bao nhiêu việc để lợi lạc chúng sanh, mà mình cũng 60-70 kg, mà mình làm bao nhiêu việc để mà chăm. Nhà có 2-3 người cự hoài, mà mình cự với cái người mình thương nhất thì mày chết hết chứ. Có không? Có phiền não nhà không? Rồi bây giờ đó là mình có bao dung được chừng, thí dụ như nhà mình có 10 người khách tới nhà đó, lúc đó quý vị có lo nhiều không? Có thức đêm nặng lo chuẩn bị đồ không? Dọn nhà, quét cửa này nọ kia, có không? Quý vị nghĩ sư phụ ở đây mà tiếp cả chừng mấy chục ngàn, rồi lo cỡ nào? Quý vị có thương thầy của mình không ta? Rồi quý vị nhìn thấy quý thầy ở đây không? Lo cho bao nhiêu ngàn Phật tử.
quý vị thấy chưa? Rồi những vị cư sĩ hộ pháp ở đây không, từ nhà bếp lên trên, thì ở đây cũng vậy, những chỗ khác cũng vậy. Cho nên mình quý kính Tam Bảo là cái chỗ đó đó, cũng cái tấm thân này cũng mấy chục ký, cũng cái đầu, hai cái tay, hai cái chân, rồi khúc giữa ráp vô, mà làm được bao nhiêu thiện pháp, bao nhiêu việc phước, làm chiếc thuyền để chở chúng sanh. Mà nếu mà các ngài là làm cái chiếc thuyền vĩ đại to lớn chở ngàn người, thì ít nhất mình cũng làm được chiếc xuồng ba lá chở thêm người mình thương nhất chứ, được không? Giờ mình tu giết rồi mà nó tôi không thèm chơi, ai kệ ổng, tôi niệm Phật mình, tôi không chơi ai chơi. Tu kiểu đó là quý vị thấy không, đâu có đúng lời Phật dạy, thấy chưa? Cho nên quý vị thấy nè, khi mình sanh ra nó mình khóc quá là mình có cần nhiều người giúp mình cái lúc mà mình sanh ra không? Có cần không? Rồi khi mình chết đi đó, mình nằm đóng đó, có cần nhiều người giúp không? Vậy thì trong cái khoảng giữa mình sống đó, mình có nên giúp người ta không? Chiêm nghiệm cái chỗ đó. Mình thích người ta giúp mình, mà tới có chuyện người ta kêu mình giúp, tôi bận, tôi bệnh. Quý vị thấy chưa? Cái chỗ đó đó, chỗ đó là cái chỗ dở đó. Chỗ đó là cái chỗ mình không có thấy được cái nhân quả đó. Mình không thấy được mình đang gieo cái hạt đó. Mình gieo hạt đi rồi nữa, nó có cây, rồi nó có trái, rồi nó có hoa, rồi nó có quả. Mình chịu ăn quả không? Chịu ăn quả tươi, quả thơm, quả ngon không? Sầu riêng nè, chôm chôm nè, măng cụt nè, xoài nè, ổi nè, nhãn nè. Chịu ăn quả không à? Mà không chịu trồng cây, không chịu chăm sóc rồi sao? Cho nên mình càng quán chiếu về cái chết á, để mình càng sống nó có ý nghĩa, giá trị và lợi ích. Cho nên mình càng thấu suốt được cái niệm tử này rồi đó, thì mình đạt tới cái cảnh giới bất tử. Đây là cái chỗ đặc biệt của giáo pháp Đức Phật. Quý vị thấy cái chỗ thầm sâu của giáo pháp là như vậy đó. Nếu như bác sĩ nói mình còn một tuần lễ nữa thôi thì mình sẽ làm cái gì? Khai thiệt nghe coi. À, cho nên quý vị thấy cái chỗ này, câu này nó hay quá, mình nhắc lại. Mỗi một ngày quý vị phải nhớ, để 5 phút nhớ về cái chết giùm tôi cái coi, được không? Được không? 5 phút thôi. Quý vị nhớ cái này rồi, tự nhiên quý vị tha thứ cho con mình. Quý vị thương cháu mình lắm, mình sắp sửa chết rồi còn gì đâu mà rắc rối nói chi. Mày mốt nó không cúng mình à. Nghe thấy không? Gọi là đó, hùm chết để da, người ta chết để tiếng. Người trồng cây cảnh người chơi, ta trồng cây đức để đời cháu con. À, sao mai mốt mình leo lên, không thèm ngồi dưới đất nữa, mình leo lên trên bàn mình ngồi. Rồi lúc đó con cháu mình nói, trời ơi, hồi xưa ba mẹ, ông nội, bà nội đức độ lắm, hiền bao dung lắm, tấm gương sáng, mình phải ráng mình tu học theo bà nội, bà ngoại của mình. Cha mẹ mình hay lắm, tụi con nhớ nha, hồi đó ông nội bà nội tu hay lắm, nhân đức hiền hậu độ lượng mà luôn luôn giúp người. Phải không? Mỗi lần nhắc lại là một cái tấm gương. Nhiều khi mình nó khó khăn rắc rối, mình phiền não quá, nhiều khi lại nó thắp nhang cái nó lẹ lẹ nó đi, nhịn mặt nó nhớ những cái ấn tượng. Quý vị thấy không? Thấy chưa? Cho nên ở trong đạo có câu là hiện tiền giáo hóa đắc nhân, vô tử như hữu tử, một hậu lưu danh tại thế, tuy vong giả bất vong. Hiện tiền là khi mình còn sinh tiền đó, mình dạy dỗ được người, không có con mà giống như có. Sau khi mình mất á, lưu danh lại ở đời đó, à, mất mà không có mất, mà còn hoài. Quý vị thấy Đức Thế Tôn của chúng ta có mất không? Quý vị thấy chưa? Mỗi khi nghe Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là lại từ hồi lúc 5 tuổi, 7 tuổi mà lại cho tới 70 tuổi mà còn chưa chán. Thấy cái công đức của Phật không? Thấy chưa? Rồi bây giờ mình là Phật tử, mình cũng phải thực tập như vậy đó, quý vị thấy không? Cho nên mình quán chiếu được cái này hay. Quý vị tu làm sao mà càng tu thấy càng dễ thương, càng tu thấy càng nhẹ nhàng lắm, càng tu thấy càng quan nghỉ.
càng tu thế càng bao dung độ lượng tha thứ, mà tu riết ra rồi trở thành hoa hậu chùa Hoằng Pháp hết trơn. Còn nếu không tu mà nó lên mẫu hậu, nó lên thái hậu, thì mình muốn lên cái kiểu nào cũng hậu hậu đó, mà muốn lên cái nào lên chứ. Thái hậu người ta đâu dám lợi gần, mẫu hậu là mẫu nghi thiên hạ, người ta chạy hết. Phải không? Hoa hậu cho nó gần gũi, nó vui vẻ. Phải không? Con cháu mình đi tu về cái nó chạy lại, nó nắm tay nội gì. Hay là cha mẹ, ồ thương lắm. Tu mình nó giống như là cái máy lạnh nó tỏa ra mát vậy, nó dễ chịu vậy đó. Chứ mà tu mà giống như cái nhà bếp, cái lò lửa nó chạy hết trơn, trời, tỏa nhiệt ra. Tỏa nhiệt ra, có gì thấy không? Cho nên cái năng lượng, cái từ trường của mình, cái tâm của mình đó, từ cái chỗ mình niệm tử này đó, thì quý vị mới nhớ niệm từ, rồi hai cái chữ này, hai chữ này, nó bỏ một cái dấu hỏi thôi. Ha, niệm tử, thì trừ trong cái niệm tử nó sanh ra cái niệm từ. À, cái niệm từ. Cái niệm từ đó mình tập thương đi quý vị, tập thương hay lắm. Tập thương được không? Thương sao mà đừng có làm cho cái người thương của mình nó ngọt thở. Thương sao mà mình đừng làm cho cái người thương của mình nó khó chịu. Thương sao mà đừng làm cho cái người thương mình thấy họ bị áp bức, bị điều khiển. Thương bằng cái tình thương rộng rãi của sự hiểu biết sâu xa. Thương mà mình đặt cái tâm mình á, để mà mình á hoán đổi vị trí. Thí dụ quý vị đi thấy cái bà già ngang tuổi với mình á, mà đi bán vé số, thương quá. Nếu mình đặt mình vô cái người đó, mình giờ còn được đi tu. Bà già đó sao được đi tu? Thấy tội nghiệp thôi mua vài tờ, tuy là không cầu trúng, mà nếu nó trúng thì tốt, cúng chùa. Không cầu trúng chỉ vì tình thương. Rồi mình gặp cái người trong bệnh viện, không phải mình đi đến thăm người thân mình mới cho đồ đâu, mình mới cho sữa, cho bọc đường đâu, mà rủi mình thấy cái bà bệnh kế bên hay cái ông già kế bên bệnh mà không ai chăm sóc thì chân nó thiếu, mình nhín chút xíu mình tặng được hộp sữa thôi, lóc sữa vậy nè cũng được nữa. Chứ không phải nhất thiết là phải người thân của tôi mới thương, còn không thân là tôi không thương. Quý vị thấy không? Quý vị tập được cái này không? Được không? Rồi đó, quý vị mở rộng ra một chút nữa, sớm muộn gì cũng chết hết ráo mà. Có cái gì đâu. Thì bây giờ cái người đó họ làm khó mình, mà mình gặp cái người khó chịu, thì bây giờ mình tập chịu khó. Được không? Mình gặp cái người khó chịu thì mình chịu khó. Mình gặp cái người sân hận, mình đưa cái từ tâm, cái lòng từ bi, cái tình thương. Có gì thấy không? Rồi bây giờ thậm chí là có những cái người đó mà họ gây sự với mình, họ làm hại mình, họ làm cho chướng ngại, mà mình nhớ rằng nếu mà không có những người này thì sao mình tu nhẫn nhịn. Nếu không có những người này sao mà mình lên lớp. Mà nếu không có cái khó sao nó ló ra cái khôn. Nếu không có nhẫn nhịn thì sao nó sanh ra trí huệ. Nếu nó không có nhẫn lực thì sao nó có được thiền định. Nếu nó không có nhẫn lực thì sao mà mình thông đạt được mọi sự gì, mọi việc ở trên đời. Cho nên quý vị thấy, mở rộng tình thương ra, ngồi lại trải tâm từ. Bữa nay mình Thành chia sẻ một cái phương pháp, ngoài cái niệm tử ra, chia sẻ quý vị một chút xíu về cái niệm từ, trải tâm từ đến mình. Mình phải cố gắng làm sao để mình thương mình. Tội nghiệp cái tấm thân này lắm. Mình phải ăn uống ngủ nghỉ, tu tập cho nó có giờ giấc, đừng có mê xem phim Hàn Quốc, đừng có mê chơi mà hủy hoại cái tấm thân già, cái tấm thân bệnh, thấy không? Mình quán chiếu vậy, rồi xong cái mình cố gắng mình thực tập tu thiện pháp, rồi xong cái mình quán chiếu ra cha mẹ mình, rồi vợ chồng mình, rồi con cháu mình, rồi mình mở rộng rộng cái tình thương ra làng xóm mình, mở rộng ra hết cái quận huyện. Quận 3, quận 7, quận 5, quận Bình Thạnh, Hóc Môn, Gò Vấp, dài dài quận nhất hết mấy chục quận huyện. Xong cái mình mở ra luôn miền Trung, xong cái mình mở ra miền Bắc,
xong mình mở hết về miền Nam, cái tâm từ mình trải hết bản đồ chữ S vậy nè, rồi xong mở ra luôn châu Âu, châu Úc, châu Mỹ, hết châu Á, cái tình thương mình mở rộng hết năm châu, cái trái tim của mình bao la và cái tình thương của mình rộng lớn. Như vậy thì cuộc sống của mình có ý nghĩa, giá trị và lợi ích không quý vị? Như vậy là kết thúc buổi nói chuyện hôm nay đó, thì Minh Thành rút lại cho quý vị thấy là Đức Phật dạy mình chiêm nghiệm về cái chết đó, không phải mình chán đời, không phải mình không làm gì hết, mà chiêm nghiệm về cái chết để mà mình sống cho nó có ý nghĩa, giá trị và lợi ích. Chiêm nghiệm về cái chết để mà mình buông bớt những cái sự mà tham muốn vô ích, đau khổ, để cho mình bỏ bớt đi những cái sự nóng giận, hơn thua phải quấy, thường tình. Chiêm nghiệm về cái chết để mình tinh tấn, nỗ lực, để mình thấu rõ được cái sự sanh diệt của danh sắc, của thân tâm, của năm uẩn, để mình phát cái tâm chán nản, xa lìa. Xa lìa cái gì? Xa lìa cái sự mà đam mê, phiền não, để cho mình thành tựu được, mình sử dụng cái thân này đó, nó giống như là cái người phục dịch, sử dụng thân này giống như chiếc thuyền để mình chở mình, chở người qua đến bến bờ giác ngộ, an vui, thảnh thơi, tự tại.